quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thế giới hôm nay để cùng điểm qua các tin tức quốc tế cập nhật. Tình hình thế giới liên tục có diễn biến mới khi xung đột Nga-Ukraine tròn một năm. Ngay trong đêm trước khi bước qua ngày 24 tháng 2, Ukraine tuyên bố đẩy lùi Nga và vẫn trụ vững ở các chiến tuyến đẫm máu, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố chi tiết kế hoạch triển khai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân Stramat của nước này. Trong khi đó, ngay thời điểm cuộc chiến Đông Âu trong một năm, Trung Quốc chính thức đưa ra toàn bộ đề xuất hòa bình gồm 12 điểm để giải quyết xung đột Ukraine, nội dung như thế nào? Trước sáng kiến hòa bình của Trung Quốc, Tổng thống Zelensky của Ukraine bày tỏ hoan nghênh việc đàm phán với Bắc Kinh. Ở một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine ông Kuleba né tránh nghi vấn Kiev sẽ dùng vũ khí phương Tây tấn công vào lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức cảnh báo đó sẽ là một động thái thiếu khôn ngoan nếu Ukraine đánh vào bên trong nước Nga. Một số hình ảnh đặc sắc đánh dấu xung đột Nga-Ukraine trong một năm. Người dân tại Luhansk diễu hành xe kỷ niệm ngày vệ quốc Nga. Tháp Eiffel Pháp thắp sáng màu quốc kỳ Ukraine. Ở Anh, lá cờ Ukraine khổng lồ xuất hiện bên ngoài Đại sứ quán Nga. Các tin tức quốc tế nổi bật khác, căng thẳng tại Đông Bắc Á tiếp tục leo thang. Bình Nhưỡng nói phóng 4 tên lửa, Hàn Nhật không phát hiện. Trước đó, Mỹ-Hàn tập trận mô phỏng đối đầu hạt nhân với Triều Tiên. Cựu Thủ tướng Anh bày tỏ mong muốn làm Tổng thư ký NATO. Ủy ban châu Âu cấm nhân viên dùng TikTok trên thiết bị làm việc. Ở Mỹ, thời tiết diễn biến bất thường trên khắp cả nước. Mỗi ngày một câu chuyện, một hình ảnh thú vị. Tìm hiểu sách giáo khoa mới của Bangladesh, giáo dục về người chuyển giới. Đừng rời mắt khỏi chương trình, nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình Thế giới hôm nay ngày 24 tháng 2. Thưa quý vị, trong đêm ngày 23 tháng 2, ngay trước khi bước qua thời khắc tròn một năm xung đột, Ukraine cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga dọc theo chiều dài chiến tuyến, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo chi tiết về kế hoạch bổ sung nguồn lực hạt nhân của nước này. Sau khi phát biểu vào dịp đánh dấu một năm xung đột, Tổng thống Putin hôm 23 tháng 2 đã công bố kế hoạch triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiều đầu đạn Stramat trong năm nay. Đầu tuần này, ông cũng đã thông báo đình chỉ tham gia vào Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí Hạt nhân START cùng Mỹ. Cùng với đó, theo Reuters, Ukraine và các đồng minh phương Tây đã xem các tuyên bố hạt nhân là để đánh lạc hướng khỏi chiến dịch thất bại của Nga trên thực địa. Những tuần vừa qua, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng bộ binh trên mặt đất, tập trung vào các mặt trận chiến lược mà cả hai bên mô tả là đẫm máu nhất trong cuộc chiến. Tại một căn cứ xe tăng của Ukraine gần Bakhmut, thành phố nhỏ miền đông đã trở thành mục tiêu chính của Nga. Người ta có thể nghe thấy những tiếng nổ liên tục vang vọng từ xa. Trung sĩ Ukraine Oleg Slavy, một người điều khiển xe tăng, đã nói rằng nếu chúng tôi từ bỏ Bakhmut, mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn. Chúng tôi không thể từ bỏ nơi này, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi sẽ cầm cự. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đã đưa ra cảnh báo cho người Mỹ tại nước này khi mối đe dọa tấn công tên lửa ngày càng gia tăng trên khắp Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev và khu vực xung quanh. Các quan chức phương Tây cho biết Nga đã lên kế hoạch tấn công nhằm giành quyền kiểm soát các lãnh thổ mới trước ngày tròn một năm xung đột, sử dụng hàng trăm nghìn lính dự bị nhập ngũ trong những tháng gần đây. Hôm 23 tháng 2, người phát ngôn quân đội Ukraine, ông Oleksiy Gromov, cho biết lực lượng Ukraine đã đẩy lùi 90 cuộc tấn công của Nga ở phía Đông Bắc và phía Đông trong 24 giờ. Ông Gromov cho biết Moscow đang cố gắng sử dụng lợi thế về quân số để làm cạn kiệt lực lượng của Kiev. Ngay sáng ngày hôm nay, 24 tháng 2, ngày tròn một năm xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chính thức công bố và đăng tải đề xuất hòa bình 12 điểm để giải quyết tình hình hiện nay. Trong đề xuất này, Trung Quốc đã liệt kê kỹ 12 điểm, cụ thể 12 điểm đó là gì? Cùng tìm hiểu ngay sau đây. Trong đề xuất đầu tiên, Trung Quốc yêu cầu các bên tôn trọng chủ quyền của các nước. Luật pháp quốc tế bao gồm các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc đều đã được công nhận rộng rãi và những luật này cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt. Chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được bảo vệ một cách hiệu quả. Tất cả các nước, dù lớn hay nhỏ, mạnh hay yếu, giàu hay nghèo, đều là thành viên bình đẳng của cộng đồng quốc tế. Tất cả các bên cần phải cùng nhau duy trì các chuẩn mực cơ bản, chi phối quan hệ quốc tế và bảo vệ sự công bằng và công lý quốc tế. Cần thúc đẩy việc áp dụng bình đẳng và thống nhất luật pháp quốc tế, đồng thời loại bỏ các tiêu chuẩn kép. Đề xuất thứ hai, từ bỏ tâm lý chiến tranh lạnh. An ninh của một quốc gia không nên phụ thuộc vào việc chi tiêu của quốc gia khác.
an ninh của một khu vực không nên được củng cố bằng cách tăng cường mở rộng các khối quân sự. Các lợi ích và mối quan tâm an ninh hợp pháp của tất cả các quốc gia cần phải được coi trọng và giải quyết đúng đắn. Sẽ không có giải pháp đơn giản nào để xử lý một vấn đề phức tạp. Tất cả các bên nên tuân theo tầm nhìn về an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững, đồng thời để mắt đến sự hòa bình và ổn định lâu dài của thế giới, tạo nên một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững. Tất cả các bên không nên củng cố an ninh của chính mình bằng cách gây ảnh hưởng an ninh đến các nước khác, ngừng đối đầu theo khối và cùng nhau hợp tác vì hòa bình và ổn định trên lục địa Á-Âu. Đề xuất thứ ba, ngừng chiến sự. Xung đột và chiến tranh không mang lại lợi ích cho ai. Tất cả các bên cần phải có lý trí và biết kiềm chế, tránh thổi bùng ngọn lửa mâu thuẫn và khiến căng thẳng trầm trọng thêm, đồng thời ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngày càng xấu đi hay thậm chí là vượt khỏi tầm kiểm soát. Tất cả các bên nên ủng hộ Nga và Ukraine hợp tác theo cùng một hướng và nối lại đối thoại trực tiếp càng nhanh càng tốt để tình hình có thể dần dần hạ nhiệt và cuối cùng đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện. Đề xuất thứ tư, nối lại hòa đàm. Đối thoại và đàm phán là giải pháp khả thi duy nhất cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tất cả những biện pháp có lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình đều cần phải được khuyến khích và hỗ trợ. Cộng đồng quốc tế nên cam kết thực hiện cách tiếp cận đúng đắn trong việc thúc đẩy đàm phán vì hòa bình, giúp đỡ các bên xung đột mở ra cánh cửa hòa bình thông qua giải pháp chính trị càng sớm càng tốt, đồng thời tạo điều kiện và nền tảng cho việc nối lại đàm phán. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng một vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này. Đề xuất thứ năm, giải quyết khủng hoảng nhân đạo. Tất cả các biện pháp có lợi để giảm bớt khủng hoảng nhân đạo phải được khuyến khích và hỗ trợ. Các hoạt động nhân đạo phải tuân theo các nguyên tắc trung lập và không thiên vị, và các vấn đề nhân đạo không nên bị chính trị hóa. Sự an toàn của dân thường phải được bảo vệ một cách hiệu quả, và việc viện trợ nhân đạo phải được thiết lập để sơ tán dân thường khỏi các vùng xung đột. Liên Hợp Quốc cần được hỗ trợ trong quá trình điều phối và chuyển viện trợ nhân đạo tới các khu vực xung đột. Đề xuất thứ sáu, bảo vệ dân thường và tù binh chiến tranh. Các bên trong cuộc xung đột nên tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế, tránh tấn công dân thường hoặc các khu vực dân sự, bảo vệ phụ nữ, trẻ em và các nạn nhân khác của cuộc xung đột, đồng thời tôn trọng các quyền cơ bản của tù binh. Trung Quốc ủng hộ việc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc này. Đề xuất thứ bảy, đảm bảo an toàn cho nhà máy điện hạt nhân. Trung Quốc phản đối các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân hoặc các cơ sở hạt nhân khác, đồng thời kêu gọi tất cả các bên tuân thủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước về An toàn Hạt nhân CNS. Trung Quốc ủng hộ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đóng vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy sự an toàn và an ninh của các cơ sở hạt nhân vì mục đích hòa bình. Đề xuất thứ 8, giảm rủi ro chiến lược, không được sử dụng vũ khí hạt nhân và không được tiến hành chiến tranh hạt nhân, cần phản đối việc đe dọa hoặc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trung Quốc phản đối việc nghiên cứu, phát triển và sử dụng vũ khí hóa học và sinh học của bất kỳ quốc gia nào trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đề xuất thứ 9, tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc. Tất cả các bên cần thực hiện sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên Hợp Quốc ký kết một cách đầy đủ và hiệu quả một cách cân bằng. Đồng thời ủng hộ Liên Hợp Quốc đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này. Đề xuất thứ 10, chấm dứt các lệnh trừng phạt đơn phương. Các biện pháp trừng phạt đơn phương và gây áp lực sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng chỉ tạo ra những vấn đề mới. Trung Quốc phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương trái phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Các quốc gia có liên quan đến ngừng lạm dụng các lệnh trừng phạt đơn phương và quyền tài phán dài hạn đối với các quốc gia khác để góp phần làm dịu cuộc khủng hoảng Ukraine và tạo điều kiện cho các nước đang phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân. Đề xuất 11, giữ ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp. Tất cả các bên nên nghiêm túc duy trì hệ thống kinh tế thế giới hiện tại và phản đối việc sử dụng nền kinh tế thế giới như một công cụ hoặc vũ khí cho các mục đích chính trị. Đề xuất cuối cùng, thúc đẩy tái thiết sau xung đột. Cộng đồng quốc tế cần thực hiện các biện pháp hỗ trợ tái thiết sau xung đột tại các nơi nổ ra xung đột. Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ và đóng vai trò xây dựng trong nỗ lực này. Trước khi Trung Quốc công bố chi tiết kế hoạch hòa bình 12 điểm cho xung đột Đông Âu, Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky hôm 23 tháng 2 cho biết ông vẫn chưa tìm hiểu sáng kiến này, nhưng ông hoan nghênh việc đàm phán cùng với Bắc Kinh. Khi được hỏi về triển vọng gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo ở Kiev rằng chúng tôi muốn gặp Trung Quốc, đây là vì lợi ích của Ukraine. Theo nhiều nguồn tin, ông Tập dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin trong những tháng tới và sẽ có bài phát biểu hòa bình nhân một năm xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Ông Zelensky cho biết ông chỉ nghe chung chung về các đề xuất của Trung Quốc thông qua các nhà ngoại giao Ukraine, nhưng điều đáng khích lệ là Trung Quốc đang xem xét việc trở thành trung gian cho đàm phán hòa bình.
Ngoại trưởng Ukraine, ông Dmytro Kuleba vào tuần này cho biết rằng ông Vương Nghị, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, đã chia sẻ một số điểm chính trong các đề xuất của Bắc Kinh với ông trong cuộc gặp ở New York. Ông Kuleba cho biết Ukraine không thể đưa ra kết luận về kế hoạch nếu vẫn chưa xem tài liệu và nói rằng sẽ nghiên cứu kỹ khi nhận được tài liệu này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết ông Vương đã đến thăm Moscow vào tuần này nhưng không thảo luận về kế hoạch hòa bình với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khi cả hai gặp nhau vào hôm 22 tháng 2 vừa qua. Nga cũng cho biết họ hoan nghênh việc Trung Quốc đóng vai trò tích cực hơn trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine và cho biết họ đánh giá cao cách tiếp không thiên vị của Trung Quốc. Nỗ lực của Bắc Kinh trong việc đạt được thỏa thuận hòa bình và chuyến thăm của ông Vương tới Moscow đã nhận được phản ứng trái chiều ở phương Tây. Cũng trong ngày 23 tháng 2, ông Andrei Menik, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine, đồng thời là cựu đặc phái viên tại Đức, đã kêu gọi Berlin vượt qua làn danh đỏ mà họ tự đặt ra và cung cấp cho Kiev tất cả những vũ khí hiện có, chẳng hạn như máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm. Trao đổi với cơ quan báo chí DPA của Đức, ông Menik ca ngợi Berlin vì đã giúp phá vỡ điều cấm kỵ mang tính thời đại khi quyết định cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine, cũng như sự cam kết hỗ trợ Kiev ngay từ đầu của xung đột. Tuy nhiên, nhà ngoại giao lại cho rằng cam kết trên là một con đường ngoằn ngoèo với vô số chướng ngại do Berlin dựng lên liên quan đến cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nó tạo ra nhiều bước lùi hơn là một bước tiến chiến lược, ông Menik nhận định, đồng thời cho biết Kiev mong đợi những quyết định dũng cảm hơn từ liên minh cầm quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Theo số liệu của Viện Kiel, Đức hiện là quốc gia đứng thứ hai trong danh sách viện trợ vũ khí cho Ukraine. Cùng ngày, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba khẳng định Ukraine cam kết sử dụng vũ khí của phương Tây với mục đích giành lại các vùng lãnh thổ của nước này hiện nằm trong tay Nga. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Ukraine lại né tránh việc làm rõ khả năng Kiev sẽ dùng những loại khí tài này để tấn công sâu vào lãnh thổ của Nga. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, Bộ trưởng Kuleba một lần nữa nhắc lại yêu cầu của Ukraine đối với máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất, bất chấp sự liên tục kêu gọi từ Kiev. Cho đến nay, chưa một quốc gia nào đồng ý cung cấp cho Ukraine loại khí tài này, do lo ngại một động thái như vậy sẽ khiến xung đột thêm leo thang và có khả năng dẫn đến cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và NATO. Chúng tôi đang sử dụng những vũ khí mà chúng tôi nhận được từ các đồng minh trong nỗ lực lấy lại các vùng lãnh thổ đã mất, ông Kuleba nói. Ý đề cập đến Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, những khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập vào tháng 9 năm ngoái sau một cuộc trưng cầu dân Ý. Khi được hỏi liệu Kiev có cam kết sẽ không dùng vũ khí tầm xa hay máy bay phản lực để tấn công sâu vào bên trong nước Nga hay không, Ngoại trưởng Ukraine lại né tránh, thay vào đó là đưa ra một sự đảm bảo mơ hồ. Ông nói, chúng tôi có thể chắc chắn rằng các vũ khí của phương Tây sẽ được chúng tôi sử dụng nhằm giải phóng mọi vùng lãnh thổ của Ukraine. Moscow đã nhiều lần cáo buộc phương Tây tạo điều kiện cho Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong bài phát biểu liên bang mới đây, Tổng thống Putin khẳng định những đồng minh của Ukraine đã trực tiếp tham gia vào các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của nước này nhằm vào các căn cứ quân sự nằm trong lãnh thổ Nga, nơi có các máy bay chiến lược có thể mang vũ khí hạt nhân. Cùng bàn luận về khả năng Kiev sẽ dùng vũ khí phương Tây để tấn công sâu vào bên trong nước Nga, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cảnh báo đồng minh rằng đây là một bước đi không khôn ngoan. Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình GDF hôm 23 tháng 2, một ngày trước khi xung đột Ukraine tròn một năm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bày tỏ sự lo ngại rằng cuộc chiến này có thể trở thành một cuộc chiến dài dẳng, kéo dài trong nhiều năm, song khẳng định Berlin và các đồng minh sẽ duy trì sự ủng hộ lâu dài cho Kiev. Nhà lãnh đạo đồng thời thừa nhận các quốc gia phương Tây trong thời gian qua đã gặp khó khăn đối với việc đáp ứng các yêu cầu về vũ khí của Ukraine. Thủ tướng Scholz nhấn mạnh, rõ ràng chúng tôi đã làm mọi thứ trong khả năng, tuy nhiên thật lo ngại nếu những bên đang sử dụng vũ khí mà chúng tôi cung cấp, chẳng hạn Kiev, để thực hiện một cuộc tấn công trên đất Nga. Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức sẽ đến thăm Ấn Độ vào ngày 25 tháng 2 với mục đích chính là thuyết phục quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của G20 trong năm 2023 ủng hộ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Kể từ khi xung đột nổ ra, New Delhi luôn thể hiện lập trường trung lập, không lên án Nga hay tham gia trừng phạt Nga. Thậm chí nước này còn gia tăng hợp tác thương mại với Nga, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Hôm 23 tháng 2, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc bỏ phiếu lịch sử thông qua nghị quyết vì hòa bình ở Ukraine với sự chấp thuận đến từ 141 quốc gia. Nhận xét sau cuộc bỏ phiếu của Đại hội đồng, Ngoại trưởng Pháp bà Catherine Colonna đã khẳng định rằng Nga đang bị cô lập hơn bao giờ hết.
Tại cuộc họp báo, bà Colonna nói rõ ràng việc này đã gửi tín hiệu rõ đến Nga là phải ngừng tạo ra xung đột với nước láng giềng. Trước đó, trong phiên họp của Đại hội đồng, nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp nói việc này làm chứng cho sức mạnh của tình đoàn kết này với Ukraine. Liên Hợp Quốc đã cô lập Nga một cách áp đảo vào hôm 23 tháng 2, trước ngày đánh dấu một năm kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổ chức này kêu gọi hòa bình toàn diện, công bằng và lâu dài, và một lần nữa yêu cầu Moscow rút quân và ngừng chiến. Nghị quyết được thông qua với 141 phiếu thuận và 32 phiếu trắng. 6 quốc gia bỏ phiếu chống, đó là Belarus, Triều Tiên, Eritrea, Mali, Nicaragua và Syria, chỉ một ngày sau khi nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc đã đến thăm Moscow và cam kết hợp tác sâu sắc hơn với Nga, Bắc Kinh đã chọn bỏ phiếu trắng. Thưa quý vị, ngày 24 tháng 2, xung đột Ukraine chính thức trong một năm. Nhân dịp này, những người trẻ yêu thích thể thao tốc độ ở thành phố Luhansk, miền đông Ukraine, đang do Nga kiểm soát đã tổ chức một cuộc diễu hành xe kỷ niệm ngày bảo vệ Tổ quốc Nga. Ngày lễ được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những người đang phục vụ trong lực lượng vũ trang Nga và các cựu quân nhân đã chiến đấu, hy sinh, bảo vệ Tổ quốc. Tại Luhansk, miền đông Ukraine, thành phố đang do Nga kiểm soát, người dân địa phương lái xe dọc các con đường, bấm còi, đưa cao quốc kỳ Nga và lá cờ Cộng hòa Nhân dân Luhansk. Tôi thích các cuộc đua ô tô và cách mọi người tổ chức những sự kiện như thế này để xích lại gần nhau. Hoạt động này khiến chúng tôi cảm thấy mình là một cộng đồng gắn kết. Có rất nhiều cư dân mới từ ngoài Luhansk mới gia nhập. Chúng tôi chào đón họ và gửi đi thông điệp. Chúng tôi luôn ở bên nhau. Chúng tôi muốn dành sự hỗ trợ và động viên cho những người ngoài tiền tuyến. 23 tháng 2 hàng năm là ngày lễ quan trọng đối với chúng tôi. Hoan hô ngày vệ quốc. Lễ kỷ niệm ngày vệ quốc Nga năm nay diễn ra một ngày trước cột mốc tròn một năm Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Suốt thời gian này, Moscow đã đưa hàng chục nghìn binh sĩ đến quốc gia láng giềng. Luhansk là một trong bốn khu vực của Ukraine, cùng Donetsk, Zaporizhia và Kherson mà Nga đã tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 năm ngoái, dù nước này không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ lãnh thổ nào trong số này. Trong khi đó, tất cả các làn đường cho ô tô trên cầu Crimea hôm 23 tháng 2, một ngày trước khi xung đột cán mốc tròn một năm, đã mở cửa lại sau thời gian đóng cửa để sửa chữa hư hại vì vụ đánh bom hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Moscow cáo buộc Ukraine đứng đầu vụ tấn công này, song Kiev luôn bác bỏ. Hình ảnh do cơ quan đường bộ Liên bang Nga công bố cho thấy, các hàng xe nối đuôi nhau lấp đầy bốn làn đường của cây cầu nối đất liền Nga với bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ Moscow tuyên bố sáp nhập hồi 2014. Phó Thủ tướng Nga Marat Konulin cho biết, cầu Crimea đã hoạt động hết công suất, trở lại sớm hơn 39 ngày so với kế hoạch. Theo vị quan chức, việc khôi phục phần đường sắt của cầu Crimea sẽ hoàn thành vào tháng 7. Công việc đang được tiến hành cả ngày lẫn đêm với sự tham gia của hơn 300 người và 32 đơn vị máy móc. Cầu Crimea đã bị hư hại nặng sau vụ đánh bom vào ngày 8 tháng 10. Vụ việc khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, làm sập một phần đường ô tô và gây cháy đoạn đường sắt song song. Các nhà điều tra Nga khẳng định các tình báo quân đội Ukraine đứng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định ông không ra lệnh thực hiện một động thái nào như vậy. Cùng ngày, tháp Eiffel, biểu tượng của thủ đô Paris của Pháp đã được thắp sáng hai màu vàng và xanh lam, thể hiện sự ủng hộ của nhân dân Pháp và các đồng minh châu Âu dành cho Ukraine nhân dịp kỷ niệm một năm Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tháp Eiffel đã được thắp sáng bằng hai màu vàng và xanh của quốc kỳ Ukraine, đánh dấu một năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Phát biểu trước nghi thức thắp sáng tháp Eiffel, thị trưởng thành phố Paris, bà Anne Hidalgo khẳng định. Trong cuộc chiến này, chỉ có một và duy nhất một kẻ gây hấn xâm lược chính là nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin. Nhưng chúng tôi tin hòa bình sẽ trở lại trên toàn Ukraine vì họ sẽ là những người giành chiến thắng. Hiếm có một dân tộc nào khao khát tự do mãnh liệt cho quê hương, cho toàn cõi châu Âu, cho nền dân chủ như người Ukraine hiện tại. Cũng trong sự kiện, Đại sứ Ukraine tại Pháp Vadim Omershenko đã gửi lời cảm ơn đến tình cảm chân thành của thành phố Paris. Tôi ước rằng ánh sáng từ tòa tháp có thể được nhìn thấy ở Điện Kremlin để họ hiểu rằng nền văn minh phải được xây dựng từ tình bạn, khao khát tự do và tinh thần không sợ hãi. Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công phía quân đội Nga trong ngày thứ năm trước cột mốc một năm chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra.
Còn tại thủ đô London, nước Anh, những người ủng hộ Ukraine đã chặn con đường trước Đại sứ quán Nga, cùng nhau vẽ một lá cờ hai màu xanh vàng khổng lồ để đánh dấu một năm Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một tấm bảng thông báo xin lái xe chậm, biểu tình ủng hộ Ukraine được các thành viên nhóm hoạt động thay đổi xã hội Led by Donkeys đặt ra. Con đường phía trước cổng chính Đại sứ quán Nga ở thủ đô London, nước Anh có rất đông người tập trung đổ sơn và bột màu để tạo thành lá cờ Ukraine. Giao thông qua lại trên tuyến đường vẫn diễn ra, nhưng chủ yếu là các đoàn xe công vụ. Cảnh sát tuần tra cũng xuất hiện tại hiện trường, nhưng không có động thái ngăn cản hành động trên. Sự kiện được nhóm Led by Donsky phát động nhân kỷ niệm một năm Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Cũng trong ngày 23 tháng 2, hàng nghìn gấu bông cùng với những món đồ chơi đã được nhóm tình nguyện Avras gửi đến trụ sở Liên minh châu Âu ở Bruxelles, yêu cầu EU và Mỹ hành động trước thông tin nhiều trẻ em Ukraine vẫn còn mắc kẹt ở các vùng do Nga chiếm đóng. Hành động trên diễn ra một tuần sau khi có báo cáo do Mỹ hậu thuẫn, cáo buộc Nga đang giam giữ ít nhất 6.000 trẻ em Ukraine tại khu vực Crimea do Nga kiểm soát với mục đích cải tạo chính trị. Theo báo cáo do Đại học Yale công bố, số trẻ em này bao gồm những đứa trẻ có cha mẹ, người bảo hộ hợp pháp, những đứa trẻ mồ côi được cơ quan nhà nước Ukraine chăm sóc trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra, cùng nhiều trẻ em chưa xác định được thân nhân và gia đình trong chiến tranh. Những con gấu bông sau tôi tượng trưng cho hàng ngàn trẻ em Ukraine đang bị Nga khống chế, và đó là một tội ác chiến tranh. Chúng tôi muốn thế giới thấy điều đó và yêu cầu Nga giải thích về điều này, đồng thời kêu gọi Liên minh châu Âu và Mỹ hành động bằng những chiến dịch giải cứu và những biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn nữa dành cho Moscow. Phía Nga bác bỏ những cáo buộc trên, tuyên bố Moscow không có hành động thúc ép người Ukraine di tản và cho biết họ đồng ý tiếp nhận những đứa trẻ phải chạy trốn khỏi Ukraine. Ngày qua, tình hình thế giới không chỉ biến động trước thềm cuộc xung đột Đông Âu trong một năm mà còn chứng kiến sự leo thang mới ở khu vực Đông Bắc Á. Mới đây, Triều Tiên vừa tuyên bố nước này đã phóng 4 tên lửa hành trình chiến lược trong cuộc tập trận vào rạng sáng ngày 23 tháng 2. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết, 4 tên lửa Hwasan-2 đã được phóng từ thành phố Kimchaek thuộc tỉnh Bắc Hamgyong ra vùng biển phía đông bắc bán đảo Triều Tiên. Theo KCNA, chúng đã đánh trúng cách mục tiêu định sẵn sau khi di chuyển theo quỹ đạo hình elip và hình số 8 dài 2.000 km trong khoảng 10,2 giây. Hãng thông tấn của Triều Tiên đồng thời nhấn mạnh, cuộc tập trận này thể hiện sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tác chiến hạt nhân Triều Tiên vốn đang được củng cố bằng khả năng phản công hạt nhân chống lại các đối thủ. Cho đến nay, Hàn Quốc và Nhật Bản thường phát hiện và công bố rất sớm các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên, chưa đưa ra thông tin nào về vụ phóng hôm 23 tháng 2. Cuối tuần trước, Triều Tiên vừa phóng 3 tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trước đó, ngày 23 tháng 2, Lầu Năm Góc thông báo Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia vào cuộc tập trận mô phỏng khả năng Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân, giữa lúc có nhiều lo ngại Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Đây là cuộc tập trận lần thứ 8 của Ủy ban Chiến lược Gian đe Mỹ và Hàn Quốc. Lầu Năm Góc cho biết, xét đến chính sách hạt nhân gần đây của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và những tiến bộ về năng lực hạt nhân của nước này, kịch bản của cuộc tập trận sẽ tập trung vào khả năng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân. Lầu Năm Góc cho biết thêm, các phái đoàn Mỹ và Hàn Quốc đã tập trung thảo luận về khả năng gian đe của liên minh nhằm duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, cũng như các lựa chọn tiềm năng để đáp trả việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, các đồng minh đã tái khẳng định sẽ sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối đe dọa hạt nhân nào của Triều Tiên và đồng ý tiếp tục tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, tham vấn khủng hoảng, lập kế hoạch chung và mở rộng gian đe. Cũng trong ngày 23 tháng 2, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gây chú ý truyền thông khi cho biết ông sẽ ứng cử vào vị trí Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Truyền thông dẫn phát biểu của ông Johnson khi được hỏi về thời điểm ông sẽ lãnh đạo khối quân sự do Mỹ dẫn đầu, rằng khi nào tôi sẽ lãnh đạo NATO, đó là một ý tưởng tuyệt vời. Mọi người đừng quên có một ứng cử viên cho vị trí này là tôi đây. Vị chính trị gia người Anh khẳng định, dù ở bất kỳ vị trí nào, ông đều sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Trước đó, NATO xác nhận Tổng thư ký Jens Stoltenberg sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 10 và không có ý định tranh cử. Ông Stoltenberg đã có 3 nhiệm kỳ, tổng cộng 9 năm đảm nhiệm cương vị này. Một số nguồn tin cho biết, khối liên minh quân sự lớn nhất thế giới sẽ kéo dài nhiệm kỳ của ông Jens Stoltenberg đến tháng 4 năm 2024 nhằm duy trì sự ổn định cho liên minh trong bối cảnh xung đột ở Ukraine vẫn tiếp diễn. Vừa qua, Ủy ban châu Âu EC đã ban hành lệnh cấm nhân viên sử dụng ứng dụng chia sẻ video ngắn TikTok của Trung Quốc trên thiết bị làm việc do lo ngại các mối đe dọa an ninh mạng tiềm ẩn.
Thông báo được ông Thierry Breton, Ủy viên châu Âu về thị trường nội bộ đưa ra hôm 23 tháng 2. Các nhân viên EC sẽ phải xóa ứng dụng TikTok trên thiết bị làm việc trước ngày 15 tháng 3. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Breton nói, giống như nhiều cơ quan khác trên thế giới, Ủy ban châu Âu sẽ đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an ninh mạng để bảo vệ các nhân viên của chúng tôi. Phản hồi về động thái trên, TikTok cho biết họ cảm thấy thất vọng trước quyết định dựa trên những quan niệm sai lầm của EC về nền tảng. Ứng dụng chia sẻ video ngắn của Trung Quốc thời gian qua đã đối mặt với các hạn chế ngày càng gia tăng từ phương Tây do lo ngại dữ liệu người dùng sẽ bị xâm phạm. Gần đây, Mỹ đã cấm ứng dụng này khỏi các thiết bị của chính phủ. Tháng trước, chính phủ Hà Lan đã khuyến nghị các quan chức hạn chế sử dụng TikTok với lo ngại tương tự. Trung Quốc hôm 23 tháng 2 đã phóng thành công vệ tinh liên lạc mới Chang'e 26 lên quỹ đạo trái đất từ trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam nước này. Thông tin được Reuters đăng tải. Theo Reuters, vệ tinh được phóng bằng tên lửa Trường Chinh 3B vào lúc 19 giờ 49 phút theo giờ Bắc Kinh và đã thành công đi vào quỹ đạo được thiết lập. Nhiệm vụ của Chang'e 26 chủ yếu cung cấp các dịch vụ truy cập băng thông rộng tốc độ cao cho các thiết bị đầu cuối cố định cũng như các thiết bị cuối gắn trên xe, tàu và trên không. Vụ phóng mới nhất đánh dấu nhiệm vụ bay thứ 463 của tên lửa đẩy Trường Chinh. Tại Mỹ, một cơn bão mùa đông đang tạo ra thời tiết thất thường ở bang California. Chính quyền địa phương đã cảnh báo về gió lớn và bão tuyết có thể gây ảnh hưởng trên diện rộng. Trong khi đó, miền Nam nước Mỹ lại ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục trong những ngày cuối tuần. Những trận mưa tuyết hiếm gặp đã được nhìn thấy ở khu vực vịnh San Francisco hôm 23 tháng 2. Điều này khá bất thường khi bão tuyết được dự báo chỉ xuất hiện ở những vùng địa hình cao. Đến thứ Bảy này, tuyết có thể dày đến 2,4 mét trên dãy núi Bundy cách Los Angeles chừng 70 km về phía đông. Khu vực Golden State chứng kiến thời tiết cực đoan, khi bão mùa đông đổ bộ vào vùng đồng bằng phía Bắc và vùng Thượng Trung Tây hôm thứ Năm, làm chết một lính cứu hỏa, khiến 900.000 hộ dân bị mất điện và hàng nghìn chuyến bay bị hoãn. Một vùng rộng lớn ở miền Bắc nước Mỹ, trải dài từ tiểu bang Washington đến New England, vẫn trong tình trạng cảnh báo thời tiết xấu khi tuyết dày gần 50 cm, sức gió lên đến 80 km/h và gió lạnh ở mức âm 40 độ C. Khu vực thung lũng Ohio và miền Nam đang đón nền nhiệt độ cao kỷ lục bắt đầu từ thứ Năm. Các nhà khí tượng dự báo nhiệt độ trung bình có thể đạt mức 31 độ C ở Florida vào cuối tuần. Trong khi đó, Công viên Quốc gia El Impenetrable phía Bắc Argentina vừa chào đón hai con báo đồ mới sinh. Đây là bước tiến trong nỗ lực khôi phục quần thể loài này trong khu vực. Hình ảnh do tổ chức phi lợi nhuận Rewilding Argentina đăng tải cho thấy báo đốm mẹ Tania đang cho hai đứa con ăn và nghỉ ngơi trong nơi ở của chúng. Hai cá thể con ban đầu là ba, chào đời vào ngày 2 tháng 2, nhưng con nhỏ nhất đã chết vài ngày sau đó. Trong tuyên bố, tổ chức Rewilding ca ngợi sự xuất hiện của những con báo đốm mới đã củng cố những nỗ lực phục hồi loài vật này, vốn đang có xu hướng tuyệt chủng trong khu vực. Báo đốm có tên gọi là Aguirre ở Argentina. Chúng cũng được coi là di sản thiên nhiên quốc gia. Tổ chức Rewilding ước tính hiện chỉ có 250 cá thể báo đốm sống trong tự nhiên ở Argentina. Cuối cùng hãy đến Bangladesh, nơi những người chuyển giới ở quốc gia này còn được gọi là hijrat. Từ trước đến nay, có một thực trạng khá buồn rằng hijrat, những người thường mặc những bộ sari sáng màu, trang điểm kỹ càng, thường phải dành cả ngày ăn xin trên đường phố từ những người qua đường. Nhưng vào đầu năm nay, đã có một điều gây bất ngờ rằng sách giáo khoa của Bangladesh mới được tung ra cho hàng triệu học sinh trong độ tuổi từ 11 cho đến 13 có phần đoạn giáo dục về người chuyển giới. Vào năm 2013, chính phủ đã công nhận hijrah là giới thứ ba, nhưng tại Bangladesh, họ vẫn bị gạt ra ngoài lề xã hội bởi hoạt động tình dục giữa những người cùng giới được xem là bất hợp pháp tại quốc gia này. Nhiều hijrah sống trong cảnh nghèo đói, cùng cực và không có cơ hội được học hành tử tế, càng không có cơ hội có việc làm. Nhiều người buộc phải đi ăn xin để tồn tại. Trong sách giáo khoa của Bangladesh có hình ảnh của những người chuyển giới làm những công việc đáng kính trọng, bao gồm làm việc tại thẩm mỹ viện, nhân viên phát triển ở tập đoàn hay thậm chí là thị trường. Những người tạo ra cuốn sách hy vọng việc này sẽ giúp nuôi dưỡng sự chấp nhận trong xã hội Bangladesh. Thành viên của Ủy ban sách giáo khoa và chương trình giảng dạy quốc gia cho biết, chúng tôi đã thử nghiệm sách ở những tỉnh nhỏ và đã nhận được kết quả rất tích cực, cũng như phản hồi tốt từ các học sinh. Đó là một vấn đề hoàn toàn xa lạ đối với các em, là kiến thức mới và các em học sinh đã tiếp thu rất tốt.
Thông tin về sách giáo khoa mới của Bangladesh giáo dục về người chuyển giới vừa rồi đã khép lại chương trình Thế giới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.